Trước lễ cưới 3 ngày, bỗng nửa đêm hôm đó, cô dâu Vân Nương phát bạo bệnh và chết. Khi nhà trai đến đón dâu thì xác vẫn chưa chôn. Chàng rể Lâm Môn khóc thương gần 1 ngày mà vẫn chưa nguôi ngoai. Tang lễ diễn ra có mặt cả hai họ. Đến ngày thứ 5 thì nhà trai xin phép cáo lui. Vừa ra tới đầu làng, chợt Lâm Môn kêu thảng thốt: "Nàng, chính là nàng." Mọi người nhìn thấy một người con gái đang thất thểu bước ra từ vệ đường. Đó là nàng Vân Nương. Ai cũng ngỡ đó là hồn ma, nhưng chính Vân Nương đã lên tiếng trước: "Chính là con vừa sống lại, chứ không phải hồn ma bóng quế chi đâu. Con chào cha mẹ, xin ra mắt Lang Quân." Nàng sụp lại giữa đường, làm cho ai nấy đều ngẩn ngơ, áy náy. Chỉ có Lâm Môn, do quá thương người vợ sắp cưới, nên đã không chút ngại ngần, đã ôm lấy vai nàng đỡ dậy. Sự thể ra sao, nàng hãy nói rõ, bởi vì chính ta và phụ mẫu đều đã chứng kiến tang lễ nàng. Vân Nương khóc nức nở, nói tiếng được tiếng mất: "Nếu không nhờ phán quan đến kịp lúc thì thiếp đã chết mất rồi. Thiếp chết oan, bị bắt lầm hồn, lúc chết tim còn nóng. Thế mà chàng đã không nỡ xem lại sự thể, đã vội cho người đi chôn. Thiếp buồn quá, tủi hổ quá." Lâm Môn phải xuống nước năn nỉ giải bày: "Chẳng qua khi ta tới nơi thì mọi thủ tục đã xong, ta chỉ còn biết khóc và đưa tiễn nàng đi. Mọi chuyện do nhạc phụ và nhạc mẫu lo hết." Cuộc trùng phùng sau đó càng làm cho cả nhà Vân Nương thêm hoang mang. Chung lão gia lo lắng: "Chính cha đã đóng nắp quan tài cho con, lại chôn sâu dưới lòng đất, vậy sao con có thể sống và thoát ra được?" Theo lời kể của Vân Nương, mọi người ra tận mộ huyệt để xem, thì đúng là ngôi mộ đã sụp lở, nắp quan tài đã được bung ra. Lúc ấy, vợ chồng Chung lão gia mới tin. Thế là đám tang lại biến thành đám cưới như trước. Cả làng thôn đều kinh ngạc, họ kéo tới xem đám cưới thì ít, mà muốn tận mắt nhìn xem cô dâu từ địa phủ trở về thì nhiều. Riêng chàng rể đứng bên cô vợ mới mà mắt cứ len lén nhìn như nhìn một người lạ. Lễ rước dâu được tổ chức đơn giản, có lẽ vì bên nhà trai cũng muốn rời khỏi làng cho sớm. Khi mọi việc xong xuôi rồi, ông Chung mới nói riêng với vợ: "Bà có để ý một điều rất lạ trên mặt của con Vân Nương không?" Nghe hỏi, Chung phu nhân chợt nhớ ra: "Hình như cái nốt ruồi." Ông gật đầu vẻ trầm ngâm: "Đúng là cái nốt ruồi. Con Vân Nương từ nhỏ tới lớn trên má đâu có cái nốt ruồi nào. Vậy mà khi nó chết đi, sống lại thì má bên phải nổi lên một nốt ruồi đỏ như son. Lúc nó nép vào thằng Lâm Môn, tôi nhìn thấy, định chỉ cho ông xem nhưng chưa kịp." Lão Chung suy nghĩ hồi lâu rồi tự trấn an: "Có thể khi bị chôn dưới mồ, nó đã bị con gì đó cắn cũng nên, chưa chắc là nốt ruồi." Tuy nói vậy, nhưng suốt đêm ông cứ bị ám ảnh hoài về chuyện cái nốt ruồi. Sáng dậy, ông gọi vợ vào căn dặn: "Tôi vẫn không yên. Bà ở đây lo công việc, tôi theo sang nhà trai xem sự thể có ra sao." Ông đem theo một tiểu đồng cưỡi la lên đường. Đi được nửa ngày đường, chợt nghe có người kháo nhau rằng: "Ở vùng rừng tre thôn Nhật Hà vừa mới xảy ra một vụ cướp của giết người rất dã man. Nạn nhân là một người đàn ông đang đi với vợ mới cưới." Nghe qua, lão Chung giật mình lo sợ. Phải chăng con gái và con rể ông đã gặp chuyện chẳng lành? Khi đến nơi, Chung lão thấy rõ ràng xác con ngựa mà khi Lâm Môn tới rước dâu đã cưỡi lại còn có đôi giày bỏ nằm lăn lóc trên đất, mà đôi giày đó lão Chung đã tặng cho chàng rể. Tuy không tìm thấy dấu vết gì của Vân Nương, nhưng Chung lão gia vẫn chắc rằng con mình lành ít dữ nhiều. Ông hối hả lên đường tới trấn Vận Thành, nơi gia đình họ Lâm sinh sống.
giữa Lâm Hổ Đầu, cha của Lâm Môn, và họ Chung là chỗ bạn bè chí cốt từ thuở thiếu thời. Do đó, nếu có điều gì bất hạnh cho ai thì đều là đại họa cho cả hai. Bởi vậy, khi vừa bước vào đến nhà, lão Chung đã gào lên: "Lâm huynh ơi, đại họa rồi, đại họa rồi." Nhưng ông chợt nín lặng và ngây người ra, vì trước mặt ông và vợ chồng Vân Nương và Lâm Môn đang tươi cười đón ông. "Cha, tại sao cha tới đây?" Vân Nương nắm tay cha, nàng quay sang chồng: "Còn chưa đỡ cha vào nhà sao?" Lâm Môn vừa bước đến lão Chung đã chụp lấy vai, sờ nắng như dò xét. Vân Nương lấy làm lạ: "Cha, cha làm sao thế?" Lão Chung thấy rể mình vẫn bình thường nên có vẻ lúng túng: "À, không sao, ta nhớ nó." Ông đem chuyện chứng kiến dọc đường thuật lại cho nhà họ Lâm nghe, ai cũng cười. Lâm Môn trấn an cha vợ: "Số là trên đường đi con có té ngựa và đánh rơi đôi giày, ngoài ra chẳng sao cả. Như gia gia thấy đây, vợ chồng con vẫn khỏe." Trung lão gia đưa mắt quan sát mặt con gái. Rõ ràng trên gò má phải của Vân Nương có một nốt ruồi son khá lớn, tuy đẹp nhưng lại hoàn toàn xa lạ với con ông. Suốt đêm đó, tuy vui vẻ vì con rể vẫn bình yên, nhưng lão Chung vẫn không an lòng. Ông cứ lén nhìn Vân Nương như ngờ ngợ. Mãi đến nửa đêm, do tuổi già mỏi mệt, ông ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, chợt lão Chung nghe có nhiều tiếng thì thào rất lạ phía bên ngoài vách. Choàng tỉnh giấc, nhưng lão Chung vẫn nằm yên, nghe ngóng. Quả nhiên bên ngoài cửa sổ đang có cuộc nói chuyện của ai đó. Tò mò, lão Chung len lén nhìn ra và hết sức ngạc nhiên khi thấy cả một bầy cáo đang phủ phục trước hai con cáo lông trắng. Một trong hai con cáo trắng đó có giọng nói rất giống Vân Nương. Cuộc đối đáp nghe rõ mồn một: "Các ngươi khiêng kiệu ra đi, chúng ta làm lễ ngay kẻo trời sáng." "Bọn tiểu tử xin tuân lệnh nương nương." Người vừa ra lệnh có giọng nói y hệt của Vân Nương, còn lời đáp lại của lũ cáo nhỏ chung quanh. Vừa lúc đó, chúng lôi ra một chiếc kiệu nhỏ như đồ chơi trẻ con. Con cáo trắng còn lại giờ mới lên tiếng: "Đưa bọn ta về Đông Dinh." Nói xong, cả hai leo lên chiếc kiệu nhỏ xíu đó. Chẳng ngờ kiệu tuy nhỏ nhưng lại chở được hai con cáo lớn. Sau đó, tám con cáo ghé vai khiêng kiệu chạy như bay. Chung lão bàng hoàng bật dậy, chạy theo sau. Ông không thể lầm được, cả hai giọng nói vừa rồi là của Vân Nương và Lâm Môn. Dù sức già, nhưng lão Chung cũng cố bước theo thật nhanh. Phải đi hơn một dặm đường thì chiếc kiệu mới dừng lại. Nhìn quanh, Chung lão gia nhận ra nơi đó có một gò đất cao, có nhiều hang hố hoang vắng. Lũ cáo sau khi đặt kiệu xuống, thấy đều phủ phục thành một hàng dài, giống như người ta hành lễ đón ai đó. Đôi cáo trắng nắm tay nhau bước xuống kiệu, hướng về phía gò đất cao. Chúng dừng lại chỗ miệng hang, một trong hai con cáo cất tiếng trong trẻo: "Ta miễn lễ cho các con, hãy đứng dậy và thỏa thích nô đùa. Hôm nay là ngày vui của hai ta, ngày vui mà cả đời chúng ta sau mấy chục năm chờ đợi mới có được." Giọng nói đó đích thị là của Vân Nương. Lão Chung suýt nữa không giữ được bình tĩnh định kêu lên. Cũng may cũng chưa kịp lên tiếng thì con cáo đã cất giọng ồm ồm. Cũng nhờ có đám cưới giữa hai nhà họ Lâm và họ Chung nên bọn ta mới đổi được kiếp. Từ nay chúng ta đã thành người, nhưng không quên ơn các ngươi đã tận tình giúp đỡ. Giọng nói này không thể lầm với ai được, chính là của Lâm Môn. Chung lão gia quá đỗi sợ, ông nấp trong bụi cây và toàn thân run lên cầm cập. Ông cố nén chờ xem sự thể ra sao. Chợt lúc đó, hai con cáo trắng vươn mình và hiện nguyên hình hai con người, chẳng ai khác hơn là Vân Nương và Lâm Môn.
có tiếng vỗ tay và râm ran lời chúc tụng từ lũ cáo chung quanh. Trong những lời chúc của chúng, rõ ràng là chúc một đám cưới mà cô dâu chú rể chính là đôi cáo trắng hiện hình người đứng kia. Hình như đây là một cuộc rước dâu. Do đó, khi tiếng reo hò vừa xong thì cả tân lang, tân gia nhân đều bước vào hang mà chúng nó vừa gọi là Đông Dinh. Đến lúc này thì Trung lão không còn nghi ngờ gì nữa. Ông vừa định cất tiếng kêu lên thì chợt như có ai đó chẹn ngang cổ, làm cho ông nghẹn thở rồi phút chốc ngất đi. Lão Trung hôn mê đến cả tháng trời. Gia đình họ Lâm không hiểu chuyện gì, bèn cho gia nhân đưa ông về quê. Hơn 30 ngày sau, lão Trung mới tỉnh lại. Ông hốt hoảng khi nhớ lại chuyện cũ và kêu la, làm cho mọi người kinh hoảng theo. Vợ chồng ông Lâm Hổ Đầu cũng có mặt. Họ càng ngạc nhiên hơn khi nghe lão Trung thuật chuyện. Họ nói, thằng Lâm Môn và Vân Nương vợ nó đều đang bình thường sống tại nhà chúng tôi cơ mà. Chẳng ai tin lời của lão Trung, cho đến khi có một cụ ông mặc toàn đồ xanh chẳng hiểu từ đâu ghé qua nhà. Cụ đứng giữa sân nói lớn, họa phúc không biết đâu mà phân biệt, người chết đi là họa, sống là phúc, nhưng biến phúc thành họa cũng là những người ấy. Ông ta chỉ nói bấy nhiêu đó rồi quay lưng đi. Cả nhà hốt hoảng chạy theo kêu lại thì chẳng còn thấy đâu nữa. Chỉ thấy ở lối đi mà ông vừa đi qua có rơi lại một mảnh giấy. Nhặt lên xem thì rõ ràng ông cụ viết gửi cho gia đình hai họ Lâm và Chung. Trong giấy ghi, hai con cáo tu lâu năm muốn thành người, chúng phải tìm được hai người để đổi kiếp và đã chọn đúng con của hai nhà Chung Lâm. Cô gái trước rồi chàng trai sau đã bị hóa cáo kiếp rồi. Đừng tiếc nữa, vô ích, hãy chấp nhận chúng. Đợi khi chúng sinh con thì hai đứa con đó lại trở thành người thật. Hai đứa bé lớn lên sẽ là hậu thân của Vân Nương và Lâm Môn. Hai nhà nghe theo lời, chẳng ai hé môi tiết lộ sự thật. Và quả nhiên một năm sau, họ được làm ông bà của một cặp song sinh, một trai một gái. Càng lớn lên, hai đứa trẻ càng giống Vân Nương và Lâm Môn như đúc. Đến lúc cha mẹ của Vân Nương và Lâm Môn già chết đi, câu chuyện con họ bị cáo bắt hồn hóa kiếp vẫn được giữ kín. Vì dù sao, nếu đúng như lời cụ ông áo xanh nói, thì về sau họ cũng còn hai kẻ nối dõi tông đường. Trong luân hồi chuyển sinh, qua lại giữa người và động vật, điều thường thấy nhất trong các ghi chép sách cổ không phải là luân hồi giữa người và chó, mà là luân hồi chuyển sinh giữa người và heo. Bởi vì ở nước ta, heo là nguồn cung cấp thịt chủ yếu nhất, vậy nên một khi đã chuyển sinh thành heo rồi thì tất nhiên khó tránh khỏi số phận bị giết mổ. Vậy nên một khi đã đầu thai thành heo thì không chỉ chờ đợi phía trước là một số phận bi thảm, mà đằng sau đó còn có xen lẫn hàm nghĩa nhân quả báo ứng nữa. Xin dẫn ra một câu chuyện như sau. Vào thời chiến quốc, đại tướng Bạch Khởi nước Tần sau trận chiến ở Trường Bình đã tàn nhẫn chôn sống hơn 40 vạn quân không một tấc sắt trong tay của nước Triệu. Do vậy đã tạo nên nghiệp tội đời đời kiếp kiếp khó mà trả hết được. Theo những câu chuyện được lưu truyền ở dân gian, mọi người khi giết mổ heo thường phát hiện rằng sau khi nhổ bỏ lông heo rồi thì thấy trên lớp da thường có hai chữ Bạch Khởi. Mọi người đều tin chắc rằng đây là do Bạch Khởi đã giết quá nhiều người, cần phải chuyển sinh thành 40 vạn lần làm kiếp súc sinh mới có thể hoàn trả sạch cái tội chôn sống binh sĩ nước Triệu. Trong Đông Chu Liệt Quốc cũng có lời văn tương tự như vậy, ghi chép như sau. Về sau, đến cuối những năm triều đại nhà Đường, có sét đánh chết một con trâu, bụng trâu có hai chữ Bạch Khởi. Mọi người nói rằng Bạch Khởi đã giết quá nhiều người, vậy nên hàng mấy trăm năm sau vẫn còn phải chịu báo ứng làm kiếp súc sinh bị sét đánh chết. Nghiệp giết chóc nặng đến như vậy, những người làm tướng há không e dè được chăng? Kẻ ác tạo nghiệp bị biến thành heo, điều này khiến cho tôi nhớ đến một câu chuyện trước đây. Vào những năm 20
ở Sơn Đông đã từng xảy ra một chuyện như thế này. Có một tên cướp biển, chuyên giết người cướp của. Có một lần, trong khi đang giao đấu, đã bị người ta giết chết. Sau khi linh hồn của anh ta rời khỏi thân xác thì chạy băng băng trên một cánh đồng rộng trong đêm tối. Bởi vì trời tối nên anh ta không hề hay biết rằng cái thân xác thịt của mình đã chết rồi. Phía sau có hai người đang đuổi theo rất gấp, anh ta cứ liều mạng mà chạy. Hai người kia đuổi kịp rồi, liền khoác một bộ y phục màu đen lên mình anh ta. Anh ta giãy giụa cởi bỏ y phục màu đen đó rồi lại chạy thục mạng tiếp. Một lát sau, hai người kia lại đuổi theo kịp, lại mặc một bộ y phục màu đen lên người anh ta. Anh ta lại vùng thoát được, lại chạy nữa. Hết lần này đến lần khác, nhiều lần như vậy. Một lần sau cùng, anh ta nhìn thấy trước mặt có một ngôi nhà, liền vừa cởi bỏ y phục, vừa lao đến ngôi nhà có ánh đèn kia. Anh ta gần như đã cởi bỏ toàn bộ y phục màu đen đó rồi, chỉ còn sót lại tay phải, vẫn chưa kịp cởi bỏ ra. Anh lao vào trong nhà, ngay chính thời khắc này, có một tiếng khóc nỉ non vọng ra. Sản phụ trong nhà này đã sinh hạ một đứa bé. Đứa bé sinh ra hết thảy đều bình thường, chỉ là tay phải, lại là chân heo. Đứa bé này chính là tên cướp biển lúc đó chuyển sinh. Lúc đầu, bởi tên cướp biển này đã giết người, tạo ác nghiệp quá sâu và nặng nên bị bắt phải chuyển sinh thành heo. Mặc cho người ta giết mổ để hoàn trả nợ nghiệp lúc còn sống. Bộ y phục mà hai quỷ sai đuổi theo chụp lên người anh ta chính là bộ da heo. Bởi vì anh ta đã đầu thai trực tiếp, vốn không tẩy sạch ký ức trong đầu, nên một đời này anh ta mang theo bàn tay phải có hình dạng móng heo cùng với những ký ức đời trước của mình đi khắp nơi, giảng nói, đạo lý, nhân quả, thiện hữu, ác báo cho mọi người nghe. Khuyên dạy người ta hãy nên tích đức, hành thiện. Giống như ví dụ trước, câu chuyện luân hồi thành heo của người này thật khiến người ta nghe thấy không khỏi rùng mình rợn cả tóc gáy. Trong một đám tiệc, tôi ngồi cùng bàn với vợ của một ủy viên lập pháp họ Đổng. Trong lúc nói chuyện phím, tôi biết được rằng vợ chồng họ Đổng tuy xã giao bận rộn nhưng đã ăn chay trường từ khá lâu rồi. Tôi không khỏi hiếu kỳ và hỏi nguyên do. Bà Đổng nói, đó là bởi người cậu của bà. Ông nói rằng bản thân ông có thể nhớ được chuyện của rất nhiều kiếp trước, còn nói ông chính là heo chuyển sinh. Hơn nữa, không phải chỉ có một đời làm heo thôi đâu, ngoài ra còn thuật lại với bà về nỗi đau đớn của loài heo khi bị giết thịt. Ông kể rằng, sau khi con heo bị giết chết rồi, nỗi đau đớn vốn không phải chỉ dừng lại ở đây, mà vẫn còn có cảm giác rất mẫn cảm đối với cái thân xác thịt kia. Sau khi thịt heo ngoài chợ được mua về, phàm là thịt heo bị bầm càng vụn hoặc thời gian nấu càng lâu, thì hồn phách của con heo đó sẽ càng đau đớn. Nhất là đem thịt heo làm chà bông, cần phải dùng muối ướp thấm vào tận trong da thịt, còn phải trải qua quá trình rang sấy, nỗi đau phải chịu trong đó thật không phải là điều mà con người thường có thể tưởng tượng được. Điều đáng sợ hơn nữa, loại đau đớn này cần phải đợi đến sau khi người ta ăn hết số chà bông này mới kết thúc. Cũng chính là nói rằng nỗi đau của một con heo không phải sau khi chết là chấm hết, mà cần phải đợi đến khi người ta ăn hết tất cả số thịt mới kết thúc vậy. Ông ấy lại kể rằng, ông đã làm heo không biết bao nhiêu đời rồi, đếm cũng đếm không hết. Mỗi lần nghĩ đến nỗi đau từng làm heo, trong lòng vẫn không lạnh mà run. Ông ấy nói rằng, đời này Diêm Vương vẫn muốn phán ông tiếp tục làm heo nữa. Ông nghe xong sợ quá, vội vàng coi chân bỏ chạy. Nhưng phán quan rất mau đã túm lấy một mớ lông heo trên tay ném về phía lưng của ông. Vậy nên kiếp này, phần lưng của ông vẫn có một dúm lông heo. Nói xong, ông liền cởi áo ra cho mọi người nhìn để chứng tỏ những gì ông nói hết thảy đều là sự thật. Bà Đổng nói, từ sau khi nghe chuyện của người cậu, hai vợ chồng từ đó không còn đụng đến bất cứ một miếng thịt nào nữa. Ngoài ra, còn có người kể rằng, ở quê của họ gần 2 năm nay đã xảy ra mấy chuyện như thế này. Chuyện này bên phía chính quyền cũng phong tỏa thông tin rất nghiêm ngặt, không để bên ngoài được biết. Trong thôn có những người vô cùng xấu xa,
ví như con dâu ngược đãi mẹ chồng. Đột nhiên vào buổi sáng một ngày nào đó, lật tấm chăn ra xem thử, thì thấy nửa thân dưới của cô con dâu này đã biến thành thân heo, nửa thân trên vẫn là người. Cũng có người là nửa thân trên biến thành heo, nửa thân dưới là người. Còn có người biến thành trâu bò hoặc những loài súc vật khác nữa, đều là nửa thân người, nửa súc sinh. Tại sao lại không hoàn toàn biến thành súc sinh mà luôn chỉ là một nửa thôi? Mọi người trong làng đều biết rằng, nếu như một người hoàn toàn biến thành súc vật rồi, thế thì sẽ không có ai tin cả. Họ sẽ nói đây đơn giản chỉ là trò đùa quái đản của ai đó đuổi người ta đi rồi đặt một con heo ở đó. Vậy nên biến thành nửa người nửa heo là có thể trực tiếp thức tỉnh con người để cho con người biết rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đợi đến khi phải hoàn trả nghiệp báo, đời đời kiếp kiếp cũng chạy không thoát. Nhà triết học David Hume từng nói, động vật trong rất nhiều phương diện đều rất giống con người. Vậy nên chúng ta không thể nói rằng chỉ có con người mới có linh hồn, còn động vật thì không có cái gọi là linh hồn được. Cách nói của Hume không chỉ hợp với quy luật khách quan mà cũng rất hợp với những điều được giảng trong tôn giáo và văn hóa tâm linh của nhân loại trong suốt mấy nghìn năm nay. Nếu như sinh mệnh con người chúng ta thật sự là có tồn tại luân hồi, thì tất nhiên động vật cũng có thể có luân hồi. Nếu như con người và động vật đều có luân hồi, vậy thì con người và động vật có luân hồi qua lại với nhau cũng là chuyện không có gì khó hiểu. Câu chuyện heo mẹ hóa thành người phụ nữ rơi lệ trước khi chết. Khi những người trên xe chuẩn bị khiêng cái lồng heo lên xe, mẹ tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người không thể ngờ đến được. Cũng kể từ đó, mẹ tin hơn vào sự tồn tại của luân hồi và những điều kinh Phật giảng nói. Vào khoảng năm 1990, nhà tôi có nuôi một con heo nái là giống heo lấy từ vùng Ninh Hương. Những chú heo con mà heo mẹ sinh ra đều ăn nhiều ngủ nhiều, lớn rất nhanh, thịt nhiều mỡ tốt. Heo con của những nhà thông thường cần phải nuôi đến hơn 4 tháng mới có thể xuất chuồng bán lấy tiền. Những lứa heo con nhà chúng tôi thường thường chỉ nuôi có khoảng 3 tháng thì đã có thể xuất chuồng rồi. Vậy nên rất được cả làng cả xóm tán thưởng. Tôi từng chứng kiến con heo mẹ đó đẻ mấy lần con. Khi heo con sinh ra, heo mẹ đều rất cẩn thận di chuyển thân mình, chỉ sợ đè trúng heo con. Còn biết đưa phú cho heo con chưa mở mắt. Những lúc đẻ ít đều có 7-8 con, những lúc đẻ nhiều có 15-16 con. Mẹ tôi cũng tận tình chăm sóc cho nó, biết nó đẻ con vất vả, mấy ngày tiếp theo đều nấu cháo trộn với rau xanh cho nó ăn. Những lúc bình thường chỉ cho ăn những thứ tạp nhạp linh tinh. Nếu như heo mẹ có chỗ nào đó không được khỏe, mẹ tôi thường sẽ đoán bệnh, sau đó tự mình đến tiệm thuốc thú y bốc một số thuốc hoặc là nấu một số bài thuốc dân gian. Heo mẹ ăn xong liền khỏi hẳn, rất ít khi thấy bác sĩ thú y trong làng phải đến tiêm thuốc cho heo mẹ. Mẹ tôi thường hay khen nó rất có thành tích, không cần phải tốn sức lực. Về sau, năm 1946, xảy ra trận lũ lớn, lương thực đều không đủ để ăn. Rất nhiều nhà đã bán heo đi. Đến giữa năm, cuối năm 1997, giá heo trong chốc lát đã tăng vọt. Nhớ cái hôm bán heo kia, cả nhà chúng tôi đều dậy rất sớm, 4-5 giờ sáng. Bên ngoài cửa sổ thì có hàng xóm đang ồn ào huyên náo. Con heo mẹ cũng tựa như rất có linh tính, nhìn thấy nhiều người như vậy đến bắt con của nó, liền đứng lên, dùng đầu ủi một cái, miệng phát ra tiếng kêu gừ gừ. Nó đang bảo vệ đứa con của mình. Mẹ bước đến, nói với nó rằng, nuôi mày chính là muốn mày đẻ mấy đứa con để bán lấy chút tiền, mày hãy phối hợp một chút, đừng có không vui. Heo mẹ hậm hực, nghiêng đầu sang một bên, vừa phát ra tiếng thở hỗn hển khò khè. Tôi cùng với ba mang cân ra, mẹ thì thu tiền, lần đó tổng cộng bán được đến mấy nghìn đồng. Cả nhà ai nấy đều vui mừng hớn hở. Cứ như vậy, hơn 10 năm đã trôi qua.
heo mẹ mỗi lúc một già đi, số heo con đẻ được mỗi năm cũng ít đi. Mẹ liền nảy ra ý định muốn đem nó bán và muốn gầy giống một con heo nái từ trong đám heo con. Nói thật là nó đã sống với chúng tôi nhiều năm như vậy rồi, cũng đã cống hiến không ít. Cả nhà đều không nỡ bán đi, cũng là suy tính rất lâu mới đưa ra quyết định như vậy. Nguyên là muốn bán cho một nhà hàng xóm, bởi lần này trong bụng của heo mẹ cũng lại mang thai heo con, nhưng hai bên không thỏa thuận được giá cả. Sau cùng, mẹ quyết định bán cho một tên đồ tể họ Thang, là người giết heo trong làng. Khi ông Thang đồ tể đến, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, liền đến chuồng heo đuổi heo mẹ ra. Mở cửa chuồng heo, ông Thang liền dùng gậy chọc lên mình nó, muốn đuổi nó đến cửa chuồng để mọi người lôi ra và đưa lên xe. Chọc cả một hồi mà heo mẹ vẫn cứ núp ở một góc xa nhất trong chuồng, có lôi thế nào cũng đều không lôi được. Sau đó hàng xóm liền đến giúp đỡ, heo mẹ nổi khùng lên, mọi người đều sợ bị heo cắn, vậy nên đều không dám đến gần nó. Có người đề xuất hãy đi tìm mẹ tôi. Họ không biết rằng mẹ tôi lúc này đang núp ở trong phòng mà khóc. Trước đây cũng vậy, trong nhà chỉ cần mất đi một con mèo hoặc một con chó, bà đều khóc, đau lòng đến mấy ngày liền. Mẹ đi đến bên cạnh heo mẹ, vừa vuốt ve tai của nó, vừa bắt trận trên mình nó, nói rằng: "Heo mẹ à, ta cũng không muốn bán mày đi, để rồi bị giết, nhưng mày là heo, là súc vật, mày chính là sinh mệnh như vậy rồi. Nếu như có kiếp sau, thì đừng có làm heo nữa nha." Heo mẹ vẫn không chịu ra khỏi chuồng, ánh mắt trông có vẻ cầu xin và đau đớn. Mẹ khuyên cả buổi trời mà không được, cũng đã nổi cáu lên, liền lấy hai cây chổi để đuổi nó. Cũng không biết là nền chuồng bị trơn hay như thế nào đó, heo mẹ đột nhiên hai chân trước quỵ xuống, dừng lại cũng một hai giây, vừa mới ngẩng đầu lên thì bị mẹ nhìn thấy. Mẹ vội vàng đuổi nó ra khỏi chuồng. Các đồ tể liền vội vàng đẩy heo mẹ vào trong cái lồng sắt. Mọi người cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể nhốt nó vào trong lồng được. Những người trên xe khi chuẩn bị khiêng cái lồng lên, mẹ tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người không thể ngờ đến được. Bà đã nhìn thấy một người phụ nữ đầu bù tóc rối, mình mặc áo có sọc hoa, rơi những giọt nước mắt thương tâm, đang trân trân nhìn bà. Mẹ tưởng là mình đã bị hoa mắt rồi, liền dùng tay dụi mắt một hồi, nhìn kỹ lại lần nữa. Rõ ràng là một người đàn bà khoảng 40 tuổi đang co rút trong cái lồng sắt. Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn chảy, hai tay đang nắm chặt lấy cột sắt trong lồng, đau đớn không thể tả. Lâu khoảng 5 giây, mẹ tôi giật mình, cái lồng sắt đã được đưa lên xe rồi, đều nhìn thấy lại là con heo mẹ kia. Lúc này đầu óc mẹ tôi hoàn toàn trống rỗng, vừa định hồn lại một chút, dường như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng đi gọi thằng đồ tể, nói heo không bán nữa. Thằng đồ tể cười phá lên nói rằng, tiền cũng đã đưa cho bà rồi, hối hận cũng không được nữa đâu. Xe đã nổ máy, mẹ nhìn theo con heo nái bị đưa đi một lúc xa dần, hai hàng nước mắt tựa như sâu chuỗi ngọc bị đứt dây, không sao ngăn lại được. Sau đó, khi bà đem những gì bà vừa nhìn thấy nói với chúng tôi, trong lòng chúng tôi cũng có cảm giác không sao nói ra được. Bà tôi âm thầm đốt một bó nhang cắm ở chỗ chuồng heo. Mấy tháng sau này, mẹ tôi trong giấc mơ thường hay nhìn thấy người phụ nữ mặc áo sọc hoa kia. Từ đó về sau, mẹ tôi không bao giờ nuôi heo nữa, ngay cả thịt heo bà cũng không bao giờ ăn nữa. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.